Con thấy mấy chú cũng ăn, còn mấy cô cũng ăn xuống tặng quà, con rất là vui. Nhưng mà đẹp, đẹp quá, con cảm ơn cô chú. Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2021, 170 em thiếu nhi nghèo ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ và các khu cách ly tập trung, trung tâm bảo trợ trẻ em của tỉnh Quảng Ngãi vô cùng bất ngờ khi được nhận bánh và lồng đèn trung thu giữa mùa dịch Covid-19. Tại nhà văn hóa xã Ba Thành, các em nhỏ trước khi nhận quà đều được sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Đối với những bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không thể đến nhận quà, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đến tận nơi để trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, động viên các em với mong muốn tất cả những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đều nhận được quà trung thu. Càng ý nghĩa hơn là những chiếc bánh trung thu này được các đoàn viên và hội viên phụ nữ Công an tỉnh tự tay làm. Trong cái hoạt động nhân dịp Tết Trung thu năm 2021 này, thì Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động tham tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Với các suất quà cũng đơn giản nhưng mà ý nghĩa đó là bánh kẹo trung thu và có cái lồng đèn để các em có thể có một cái trung thu vui vẻ hơn. Đây là cũng một cái việc mà rất là ý nghĩa đối với cái các cháu nhân dịp này, thì cũng đại diện cho chính quyền địa phương cũng cảm ơn đối với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã về đây là có những cái suất quà rất là ý nghĩa này. Hòa chung không khí mừng đón Tết Trung thu, sáng ngày 18 tháng 9, Thành đoàn thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức thăm tặng quà trung thu cho 122 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Vũng Ngắn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Ngay sau khi biết tin được nhận quà trung thu, từ sáng sớm, rất nhiều em thiếu nhi ở đảo Vũng Ngắn đã ra bến tàu đợi Đoàn Thanh niên tình nguyện. Từ đất liền ở thành phố Nha Trang ra đảo Vũng Ngắn phải mất hơn 20 phút ngồi cano. Khi cano vừa cập bến Vũng Ngắn, cả chục em nhỏ đã chạy lại hò reo. Những phần quà các em nhận được gồm nhu yếu phẩm, bánh trung thu và lồng đèn, trong đó có 10 em được nhận thêm suất học bổng trị giá 300.000 đồng. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, thì thành đoàn và hội của thành phố muốn gửi đến các em, đặc biệt là các em thiếu nhi ở đảo, những em rất chịu rất nhiều thiệt thòi, có một cái mùa trung thu vui tươi, nên để tổ chức chuyến hành trình trung thu nơi đảo xa. Thì qua hoạt động này cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình của các mạnh thường quân, các nhà tài trợ để hỗ trợ về các phần quà, món quà tuy nhỏ nhưng cũng nhằm động viên và mong muốn các em có một mùa trung thu thật ấm áp, chung sức đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19.